Hello các bạn, thì hôm nay hàng nó về nhưng mà đợt này có hàng order của khách nha các bạn. Calvin Klein Levi thì chắc là gần Tết gì nhiều các bạn. Mình cũng mua rồi. Thì hôm nay về CK, CK thì những cái mẫu nó rất là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình khui ra CK các bạn. Thì ở đây có đôi dép Tommy. Thì đôi dép Tommy này thì mình mua cho một anh khách. Mà anh khách này anh bây giờ anh đình lại các bạn. Mà anh đặt cọc tiền rồi đó, tại vì anh có việc đó nên anh chưa lấy được á, thì muốn bán lại thì mình bán lại đôi dép này 41 các bạn, của hãng Tommy. Thì đôi dép này của hãng Tommy các bạn, thì vừa mới mua về các bạn đó, của Tommy đó, đó. Đây là của hãng Tommy mình mua cho anh khách đó các bạn, nhưng mà anh khách anh có việc gì đó, anh chưa lấy được á, anh đặt cọc 1 triệu rồi, mình mua cái đôi đó cho anh chịu shop. Đây là cái đôi Lacoste của khách các bạn. Thì mình mua hàng á thì mình order á, thì các bạn thông cảm là nhiều lúc cái hàng về hơi bị chậm, tại vì mình phải gom nhiều hàng mình về đó các bạn, thì tháng hoặc hơn tháng mấy thì, nhưng mà phải có cho các bạn, hứa là phải có, hoặc các bạn đã cọc là phải có. Đôi giày này là hãng á, mình mua 135 đô cho một khách các bạn, thì riêng đôi giày này nó rất là cao, nó không có sale đó, 135 đô thì anh khách anh chờ rất là lâu đó, thì các bạn cũng thông cảm. Thì mình mua ở bên đó mình dùng rất là nhiều hàng, mình gửi về được cái đâu phải gửi dùng đôi đâu, ví dụ nó hơn 1 tuần cũng được, quanh hơn 1 tháng cũng được, các bạn thông cảm miễn sao có hàng cho các bạn được rồi. Thì trong này có đôi Lacoste, thì đợt này về tất cả hàng ở đây nha các bạn, thì mình đã mua sale của hãng từ 30 đến 50. Đây là cái nón này khách order nha các bạn, thì cái nón của này kia kỳ á, order 4 cái thì của khách, thì đây là của khách nên mình bỏ ra 4 cái, 4 cái nón mình mua nón này Mỹ các bạn, 4 cái là, thì mà đây là những khách order. Ở đây hộp thuốc mua chúng cũng thuốc chiều cao mua cho khách luôn. Hôm nay đó thì mình mua có cái áo polo Calvin Klein, thì các bạn biết rồi, cái hãng Calvin Klein á thì ở Việt Nam bán rất là đắt tiền các bạn, nó cao hơn Levi nhiều nữa các bạn. Một cái quần ring của nó đó nó bán toàn là 3 4 triệu, 4 5 triệu, cái áo thì 2 triệu mấy trở lên không à. Đây là một áo Calvin Klein, áo polo rất là đẹp, màu rất là đẹp luôn các bạn. Đây polo Calvin Klein thì lâu lắm rồi mới có cái áo luôn các bạn, thì áo SK thì rất là đắt tiền. Thì các bạn biết rồi, cái tách này là khoảng 70 đô các bạn, 65 đô các bạn. Thì áo này áo màu xanh cũng rất là đẹp, có cổ nha các bạn, có size S, size M sang L. Form của nó form regular là form form bình thường các bạn, form suông bình thường á, không phải form slim fit các bạn. Thì những cái hàng đây nên nhớ là các bạn là mình mua ở Calvin Klein Mỹ, mà hàng là mình kênh sale, giá đây là giá sale hết các bạn, cái áo là bán 950k nha các bạn. Thì quần Calvin Klein thì mình bán 1,2 triệu, là tất cả các hàng ở đây là mình mua sale nên các bạn nhớ nha. Còn nếu mà nó không phải ở hãng ở đây á thì bán nó nếu các bạn mua hãng ở đây bán rất là đắt tiền, tại vì hàng Calvin Klein nó bán một cái quần riêng cũng phải là 3 4 triệu đó, thì không à. Các bạn ở Việt Nam thì có ACFC á, nó phân phối chính đó các bạn, thì các bạn vô nó coi giá thì biết. Đây là cái quần form dry slim, ấy là cái form nó không phải là form slim các bạn, mà form nó suông hơn slim, gọi là form suông. Ống thì khoảng 19-20. Thì cái dòng đây là dòng cổ điển các bạn, màu cổ điển vẫy rất là đẹp nữa các bạn. Thì tách của nó khoảng các bạn này, mình mua 89 đô gần 100 đô các bạn, là 89 đô 90 đô. Thì cái này là made in Bangladesh, thì cái này mình mua được size 30 31 32 các bạn. Thì nó sale thì mình kênh mình mua thôi. Thì màu cổ điển rất là đẹp các bạn. Calvin Klein thì có vải của nó là vải vô tâm hữu cơ, rất là cao cấp nha các bạn, nên nhớ nha. Thì hàng đợt này mình mua các hãng này biết nó rất là khó các bạn, chỉ có hãng Calvin Klein mình mua nó dễ. Đây là cái áo áo mà mình đã chụp ở trước, nhưng mà còn hàng ở bên nữa các bạn, tại vì mình hối gửi về quá, thì nó tại mua ở hãng nó ship về nhà ở bên Mỹ khoảng tuần các bạn, lâu lắm. Cái áo đây thì cũng hãng Calvin Klein, cái áo riêng Calvin Klein nữa các bạn, nó 100% cotton, rất là đẹp, màu rất là đẹp. Cái áo này ở Việt Nam bán rất là đắt tiền các bạn, áo này ở Việt Nam bán chắc mấy triệu một cái các bạn, tại hãng CK nó bán đắt lắm. Thì cái áo này mình bán 1,750 triệu nha các bạn, nó chất liệu 100% cotton.
Thì áo thì có 30 cái gì đó, bước đợt sau về có còn áo luôn các bạn. Tại vì đợt này mình gấp quá. Đây là màu đen. Thì màu đen các bạn biết là màu đen trước mình cũng mua, nhưng mà nó còn ở bên đó, bây giờ nó về lại tiếp tục đó các bạn. Thì màu đen đây là trai slim luôn nha các bạn, ống khoảng 19. Thì cái này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Vải đen tuyền. Vải Calvin Klein thì các bạn nào mặc các bạn cũng biết rồi, nó rất là đẹp. Nó rất là mát. Thì ở đây là Made in Bangladesh. Thì cái này mình cũng bán 1,2 triệu nha các bạn. Size thì mình báo sau nha, chắc 29, 30, 41, 32 gì đó. Cũng Calvin Klein của màu đen. Màu đen hiếm lắm các bạn. Màu đen của Calvin Klein rất là đẹp luôn các bạn. Thì cái này mình về cũng được 30 cái gì các bạn mua đi. Rồi đợt sau hàng về rất là nhiều các bạn. Cái ở Việt Nam thì bước ở nước ngoài thì Calvin Klein nó cũng dòng thời trang cao cấp nha các bạn. Thì ở Việt Nam, riêng ở Việt Nam thì bán rất là đắt tiền. Ở những cái hàng đây mình mua sale đã 50 hết rồi. Mình bán 1,2 triệu là sale là hơn 50 được các bạn. Thì tính tiền cước, tiền thuế rồi tiền lời đồ không bao nhiêu các bạn, nên mình bán một giá 1,2 triệu. Áo mình bán 950 nha các bạn. Áo polo của CK mình bán 950. Toàn màu đen không các bạn. Cái màu đen không. Hàng Levi thì mình mua cũng rất là nhiều, cũng khoảng được rất là nhiều, nhưng mà gần Tết nó mới về các bạn. Thì các bạn nào hàng đây là hàng các bạn order cũng nhiều nên mình mua, mình đi từ trước thì các bạn cũng thông cảm nha. Thì mình cũng muốn mua hàng mình bán chứ phải gì, nhưng mà mua mua về hơi chậm, rồi để vay mua rất là khó. Còn CK đó thì đợt rồi nó có giảm giá, mình mua trước rồi các bạn, trước, nhưng mà bây giờ nó mới về tới nơi rồi các bạn. Còn giày á thì mấy đôi giày á mình mua rồi, nhưng mà chắc nửa tháng nữa mới về các bạn. Thì về xong thì máy bay các bạn riêng mình bán 1,2 triệu đồng giá nên các bạn, máy bay các bạn.